Kính chào quý vị và các bạn, kính chúc quý vị và các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Sau đây mời quý vị đến với các tin chính ngày hôm nay của kênh Tin Mới, bản tin thời sự tổng hợp tất cả những tin tức nóng hổi mới nhất trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo lời mời của Israel, Aeropac Industries IAI, tức tập đoàn công nghiệp hàng không Israel, một phái đoàn cấp cao của Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đến Israel nhằm đàm phán thương vụ mua 3 hệ thống phòng thủ tên lửa Barak 8 trị giá 500 triệu đô la. Như vậy, mỗi hệ thống có đơn giá là 133 triệu đô la. Xét về tính năng, Barak 8 có tầm bắn chẳng thua kém gì so với tên lửa S-300 đang có trong biên chế phòng không của Việt Nam. Vì vậy, nếu chúng ta đặt mua, nhiều khả năng mỗi hệ thống sẽ tương đương một trung đoàn. Tất nhiên, đi kèm cùng nó sẽ là các tiểu đoàn phòng không tầm thấp, đảm bảo khả năng phòng thủ trên một hướng. Barak 8 được thiết kế với nhiệm vụ tiêu diệt các mối đe dọa trên không, bao gồm máy bay trực thăng, tên lửa chống hạm, tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Được biết, trong chuyến đi này, phái đoàn Việt Nam cũng gặp gỡ người đứng đầu lực lượng không quân Israel, chỉ huy chịu trách nhiệm về phòng không của nước này và các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Israel. Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường quan trọng nhất đối với ngành công nghiệp quốc phòng Israel trong gần 2 thập niên qua. Bài báo của Haaretz trích nguồn tin trong ngành công nghiệp này cho biết, trước đó Israel đã ký các thỏa thuận trị giá 1,5 tỷ đô la với Việt Nam. Đáng chú ý là việc thành lập nhà máy trị giá 100 triệu đô la tại Việt Nam để lắp ráp súng trường tấn công. Năm 2015, Việt Nam đã mua hệ thống Hồng Kông Spider với giá 600 triệu đô la từ một công ty quốc phòng khác của Israel là Rafael Advanced Defense System. Đây được đánh giá là một thỏa thuận quân sự lớn nhất từ trước đến nay giữa hai nước. Rafael gần đây đã đàm phán với không quân Việt Nam trong nỗ lực thuyết phục Hà Nội mua thêm 3 hệ thống Spider. Nhưng theo các nguồn tin trong ngành ở Việt Nam, Hà Nội không hài lòng với Rafael và quyết định ưu tiên cho IAI. Vì sao nói sức mạnh của hệ thống Barak 8 đáng đồng tiền bát gạo? Nếu thương vụ Barak 8 thành công, mặc dù số lượng đặt mua chỉ là 3 hệ thống thôi, nhưng nó cũng là một cuộc cách mạng về chất đối với phòng không Việt Nam. Bởi lẽ, thứ nhất, Israel là quốc gia có nền công nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới, kết hợp với kinh nghiệm thực chiến phong phú, từng đánh bại nhiều kẻ thù rất mạnh, hoặc thường cho ra đời những vũ khí chất lượng cao, tiên tiến bậc nhất trên thế giới. Barak 8 được đánh giá là tổ hợp phòng không nguy hiểm và độc đáo bậc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Thứ hai, Barak 8 là hệ thống phòng thủ tên lửa tầm trung xa, có thể diệt mọi loại mục tiêu. Mẫu Barak 8 Emerald Sam nguyên bản có tầm bắn tối đa là 70 km, trong khi biến thể Barak Air 2 tầng có khả năng bắn xa tới 150 km. Ấn Độ cũng đang vận hành phiên bản riêng được phát triển chung với IAI, sử dụng tên lửa một tầng đẩy với tầm bắn 100 km. Các hệ thống này được đánh giá là cung cấp cho phòng không Việt Nam những ô hỏa lực đáng sợ, đủ để đánh bại bất cứ loại máy bay nào trên thế giới, kể cả máy bay tàng hình. Thứ ba, điểm độc đáo của loại vũ khí này là động cơ của tên lửa Barak 8 là sự kết hợp giữa động cơ tên lửa và hệ thống điều khiển vector lực đẩy, cho phép chúng cực kỳ cơ động ở tốc độ cao. Loại tên lửa này được thiết kế để có thể đối phó với rất nhiều kiểu mục tiêu bay khác nhau, từ tên lửa chống hạm, máy bay UAV, tên lửa siêu thanh, tên lửa đạn đạo hay tên lửa hành trình. Theo các quan chức của IAI, hệ thống tối tân này được tích hợp radar đa năng, liên kết dữ liệu hai chiều và được trang bị hệ thống điều khiển linh hoạt, giúp tăng cường khả năng xác định quỹ đạo bay của mục tiêu cũng như đánh chặn hiệu quả nhiều mục tiêu cùng lúc. Thứ tư, hệ thống của bệ phóng tên lửa phòng không Barak 8 được đặt trên khung gầm xe tải quân sự. Barak 8 được phóng thẳng đứng từ TEL và có tầm bao quát 360 độ. Bộ phận phóng gồm 8 thùng chứa tên lửa sẵn sàng khai hỏa. 8 tên lửa này có thể được bắn trong vòng chưa đầy tới 20 giây. Mật khẩu loại Barak bao gồm hệ thống chỉ huy điều khiển, radar theo dõi, tên lửa và hệ thống phóng di động. Khi kết hợp với hệ thống phòng không hiện đại, các radar theo dõi và dẫn đường đa chức năng, chẳng hạn như MF Star trên tàu khu trục lớp Conta, giúp cho Barak 8 có thể tấn công đồng thời nhiều mục tiêu. Các đặc điểm tấn công của hệ thống phòng thủ tên lửa Barak 8 sẽ bao gồm: với kích thước, tên lửa có chiều dài 4,5m, đường kính 0,225m ở đầu đạn, 0,54m ở khu vực mang nhiên liệu phóng. Mỗi tên lửa Barak 8 có sải cánh rộng 0,94m và mang theo 60kg đầu đạn, tầm bắn lên tới 70km hoặc 150km tùy phiên bản, trần bắn từ 16 đến 30km tùy phiên bản. Tốc độ tối đa của tên lửa từ Mach 2 tới Mach 3
tùy phiên bản, phóng theo phương thẳng đứng có khả năng đánh chặn các mối đe dọa đường không với độ bao phủ 360 độ, khả năng cơ động cao, đầu đạn có uy lực tiêu diệt hiệu quả, radar đa nhiệm có khả năng chính xác, độ cảm biến cao với hệ thống điều khiển động cơ, có thể cùng lúc theo dấu nhiều mục tiêu, tìm mục tiêu nhanh chóng và đáng tin cậy. Nếu Việt Nam mua 3 hệ thống này thì chúng ta vui 1, còn nếu Israel chuyển giao công nghệ chế tạo thì chúng ta vui 10. Hy vọng rằng với năm 2024 hoặc 2025, những hệ thống Barak 8 đầu tiên sẽ được chuyển giao cho Việt Nam. Hải quân Việt Nam đóng tàu phòng không hạm đội, vấn đề sẽ được giải quyết bởi một đối tác cực đỉnh. Khoảng trống lớn của Hải quân Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, với tàu ngầm Kilo 636 rất hiện đại, Hải quân Việt Nam trở thành lực lượng có khả năng tác chiến dưới lòng biển mạnh nhất Đông Nam Á. Với các tàu hộ vệ tên lửa Jupat, tàu tên lửa tấn công nhanh Monia, khả năng tác chiến chống hạm cũng tương đối ổn. Tuy nhiên, chúng ta đang thiếu một lớp tàu phòng không hạm đội thực sự, bởi hệ thống phòng không của chiến hạm Jupat khá hạn chế, kể cả khi triển khai đóng thêm một lớp tàu hộ vệ này với các ống phóng thẳng đứng, trang bị tên lửa phòng không Stinger 1, hệ thống Buk phiên bản hải quân, thì với tầm bắn tối đa 50 km vẫn là quá khiêm tốn. Chủ yếu vấn đề tự bảo vệ mình, chứ không thể đủ sức tạo thành ô che đầu vững chắc cho các biên đội tàu mặt nước hoạt động an toàn trên biển. Các chiến đấu cơ Su-30 MK2 hay kể cả loại tiêm kích tiếp theo thế hệ mới hơn sẽ được trang bị trong thời gian tới, vẫn chủ yếu làm nhiệm vụ chi viện là chính. Hải quân vẫn cần có các tàu phòng không hạm đội để có thể độc lập tác chiến hiệu quả trong trường hợp bị đối phương đột kích bất ngờ. Vì vậy, nếu Hải quân Việt Nam được trang bị tàu phòng không hạm đội thì thật là tuyệt vời, lấp đầy khoảng trống hiện tại và đánh dấu một bước phát triển vượt bậc, đúng theo định hướng tiến thẳng lên hiện đại, theo đúng lộ trình xây dựng lực lượng của quân chủng. Thế nhưng, chọn lớp tàu nào, do ai cung cấp thì quả thực vẫn là cả một vấn đề rất lớn. Vấn đề đã có hướng giải quyết. Tại thời điểm này vẫn còn hơi sớm khi nói tới tàu phòng không hạm đội cho Hải quân Việt Nam. Tuy nhiên, đây là nhu cầu tất yếu trong tương lai. Việc chúng ta đàm phán mua hệ thống phòng thủ tên lửa Barak 8 của Israel đã hé mở một triển vọng tốt. Thật vậy, hiện nay Hải quân Israel đã được trang bị 4 tàu hộ vệ lớp Star 6 rất hiện đại, được phát triển dựa trên thiết kế của lớp Bucherich của Đức, nhưng đã được cải tiến phù hợp với nhu cầu của Israel để trở thành xương sống của hạm đội nước này. Đáng chú ý là 90% hệ thống vũ khí phòng thủ trên tàu đều do Israel sản xuất. Kích thước của Sa'a-6 không lớn hơn, với chiều dài chỉ 90m, chiều rộng 13,5m, với lượng dạn nước 2.000 tấn, nhưng lại sở hữu lượng vũ khí khủng và vô cùng hiện đại so với những chiến hạm cùng kích cỡ. Điển hình trong số này là pháo hạm Otomelara cỡ 76mm, hệ thống pháo điều khiển từ xa Typhoon 25mm, 32 ống phóng tên lửa phòng không Barak 8, 40 ống phóng tên lửa đánh chặn Pamia thuộc hệ thống phòng thủ Shidom, phiên bản trên biển của Irondom, 16 tên lửa hành trình diệt hạm và 2 ống phóng ngư lôi 324mm. Ngoài ra, tàu cũng được trang bị hệ thống tác chiến điện tử radar ELM-2248, MF-STAR, EMFA và khoang chứa máy bay đủ cho một chiếc trực thăng loại SH-60. Với công nghệ tàng hình cùng nhiều loại tên lửa đánh chặn tối tân, các Sa-6 sẽ đảm nhiệm chức năng như một lá chắn tên lửa ngoài khơi, bảo vệ đường bờ biển và lực lượng tàu mặt nước của Hải quân Việt Nam trước mối đe dọa từ tên lửa và các loại vũ khí tấn công khác. Với Hải quân Israel, những tàu hộ vệ tên lửa lớp Sa-6 sẽ trở thành xương sống của hạm đội nước này trong vòng 30 năm tới. Israel tin dùng và trang bị cho nó những hệ thống vũ khí phòng thủ của nhà chồng được thì chẳng có lý do gì mà Việt Nam lại không cân nhắc như là một lựa chọn cho tàu phòng không hạm đội trong tương lai. Bởi hầu hết vũ khí trên tàu thì đều được phía Israel sẵn sàng bán cho chúng ta. Chỉ có điều ngoài vũ khí phòng thủ là tên lửa phòng không Barak 8 nên chọn phiên bản ER tăng tầm với cự ly diệt mục tiêu tới 150 km và Shidom cùng radar và tác chiến điện tử made in Israel thì để hình thành lên được một con tàu một cách hoàn chỉnh cần có sự thỏa thuận nhất trí của các quốc gia khác như Đức, Italia, Mỹ. Việc đàm phán với nhiều quốc gia như vậy sẽ khá mất thời gian, trong đó Đức là quan trọng nhất bởi những tàu này được đóng tại đất nước của họ. Việc Mỹ đã gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí được cho là một cơ hội tốt để Việt Nam tiếp cận và mua sắm các sản phẩm quốc phòng hiện đại từ phương Tây. Theo chủ trương đa dạng hóa nguồn cung, không phụ thuộc quá lớn vào bất cứ quốc gia nào, nhất là trong bối cảnh đối tác truyền thống và tin cậy là Nga đang gặp khó khăn do cuộc xung đột Ukraine. Một cuộc trở ngại lớn nữa là kinh phí mua sắm của quân đội ta có hạn, trong khi để đóng mỗi con tàu này, Israel đã phải chi tới 430 triệu euro, tương đương hơn 450 triệu đô la Mỹ. Với Việt Nam, đơn giá còn có thể lớn hơn nữa.
Tuy nhiên, trong vòng từ 7 đến 10 năm tới, với tốc độ phát triển kinh tế ổn định, chúng ta tin rằng ngân sách của Việt Nam đủ cáng đáng và nếu các đối tác cung cấp ứng dụng cho Việt Nam thì càng tuyệt vời hơn. Vấn đề đầu tiên sẽ được giải quyết nhanh hơn. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!